Rồi, xin chào các bạn nhé. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giúp cho các bạn cách xóa cái lịch sử các bạn tìm kiếm ở trên cái ứng dụng Google Play ở trên điện thoại nhé. Bạn nào mà không biết cách xóa những lịch sử để cho cái bộ nhớ của các bạn nó gia tăng lên hoặc là cho máy của bạn nhẹ đi, tránh nói chung là nhiều vấn đề mà các bạn muốn xóa cái lịch sử tìm kiếm ở trên cái cửa hàng Google Play thì mình sẽ giúp cho các bạn cách để xóa cái lịch sử tìm kiếm đó nhé. Ok, bây giờ mình cùng các bạn đi vào phần video nhé. Rồi, thì bây giờ các bạn cùng nhìn vào màn hình nhé. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn nhé. Thì để mà xóa cái lịch sử tìm kiếm ở trên Google Play thì tất nhiên rồi các bạn hãy vào cho mình cái phần cửa hàng Google Play hay nói cách khác là CH Play giúp mình nhé. Sau đó thì các bạn hãy chú ý cho mình lên cái phần là biểu tượng avatar ở trên góc phải màn hình nhé. Các bạn sẽ click vào cho mình. Đó. Sau khi các bạn click vào thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái phần là thông tin tài khoản. Các bạn chọn cho mình cái phần là cài đặt cho mình. Đó. Trong mục cài đặt này thì các bạn hãy nhìn cho mình phần đầu tiên, đó là phần chung nhé. Đó, các bạn chọn vào chung. Đó. Tiếp tục. Các bạn hãy chọn cho mình cái phần là tùy chọn ưu tiên về tài khoản và thiết bị cho mình nhé. Rồi, các bạn sẽ click vào. Đó, nó sẽ chuyển cho các bạn sang một cái phần giao diện mới. Và các bạn sẽ kéo lên cho mình. Đấy, các bạn kéo lên cho mình nhé. Đấy, các bạn kéo lên. Nó sẽ có cái phần là, đây, các bạn cứ kéo lên cho mình này. Đó, đây. Xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm trên thiết bị. Đây, nó ở ngay cái mục đầu tiên thôi. Đấy, các bạn chú ý cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ chọn vào cho mình này. Đấy, xóa các lần tìm kiếm trên thiết bị này. Nó sẽ có cái phần là chú thích ở trên cái thiết bị của các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ click vào cho mình. Đó. Sau khi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị lại một lần nữa là bạn có muốn xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm hay không. Các bạn chọn là xóa nội dung tìm kiếm nhé. Đó, các bạn chọn xóa nội dung đã xóa lịch sử. Đó, vậy thì bây giờ các bạn thoát ra. Đây, mình sẽ thoát ra này. Đấy, các bạn vào này cửa hàng CH Play. Khi các bạn chọn lên thanh tìm kiếm thì nó sẽ không còn một cái lịch sử nào ở trên đây nữa. Các bạn nhìn chưa? Nếu mà bình thường các bạn chưa xóa thì các bạn khi các bạn click vào cái ô tìm kiếm này, nó sẽ có những phần gợi ý những cái ứng dụng mà các bạn đã tìm kiếm. Đây, như các bạn nhìn thấy là mình đã xóa rồi thì các bạn click vào nó sẽ trắng trơn, không còn gì nhé. Đấy, thì các bước xóa cái lịch sử tìm kiếm ở trên cái cửa hàng Google Play nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Đó, thì hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách các bạn cho mình một nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho người thân bạn bè được biết nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần tới của mình nhé.